Đây là người ta cắt tia ren thừa anh chị nhé. Lý do là khi ghép vách bằng tia ren tán chuồng, người ta không sử dụng cái côn này để nối tia mà sử dụng tia ren suốt từ đầu này sang đầu kia. Nên khi đổ bê tông xong phải cắt bỏ đi. Còn nếu như có sử dụng cái côn này thì đương nhiên là tốn thêm một mớ tiền rồi. Nhưng thứ nhất là đỡ cái công cắt bỏ tia. Thứ hai là tia ren có thể tái sử dụng cho lần sau, mà cái côn này vẫn tháo ra sử dụng cho lần tiếp theo được. Mà điều quan trọng nhất là sau khi đổ vách xong thì khả năng chống thấm của cách này nó cao hơn cái cách mà anh chị không sử dụng côn. Khi sử dụng côn thì lúc tháo côn ra chúng ta cần trám sika vào cái khoảng trống mà cái côn để lại nhằm mục đích chống thấm. Anh chị có thể xem lại một số video mình đã hướng dẫn trước đây về cách sử dụng tia ren tán chuồng để ghép vách rồi anh chị nhé. Cần mua tia ren tán chuồng hoặc cần tư vấn thêm về tia ren tán chuồng thì hãy liên hệ ngay công ty Có Phần Việt anh chị nhé. Xin cảm ơn.